Lúc xưa lúc anh quen em qua Free Fire, ban đầu ấy thì anh chỉ nghĩ là yêu cho vui thôi. Nhưng mà sau đó thì không hiểu sao thương em quá, rồi yêu tới bây giờ. Nói to lên em không nghe thấy. Dạ. Ok, đây để em ra luôn ạ. Xuân đang qua lại một năm nữa. Bao lâu chưa được cầm tay ai, nhưng người ta có đôi câu cả. Riêng tôi đã bao mùa trăng với cô đơn. Anh không mong gì nhiều hơn có em, baby. Muốn nắm lấy tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao, ngước lên trên trời cao. Là trái tim thật to anh muốn vẽ lên bầu trời. Cảm ơn em, cảm ơn người con gái đã cho anh động lực để tự tin hơn và trưởng thành hơn ở mỗi ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh hy vọng rằng người đó chính là em. Anh mong rằng anh sẽ được cùng em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và nhìn thấy em trước khi ngủ. Vì anh yêu em hơn tất cả những gì mà anh có. Anh yêu em, cô gái của anh.
2020 anh em ơi. 100% nhận hộp ma thuật toàn server, tài khoản full skin súng vĩnh viễn, tài khoản full trang phục vòng quay chế tác các mùa, tận 20 triệu kim cương. Chưa kể trang phục Tết độc quyền vô cùng bắt mắt. Các bạn còn được tùy chọn skin súng, bộ quà Tết gồm áo và tượng siêu đặc biệt iPhone Pro Max và cơ hội nhận ngay tài khoản full nhân vật của Free Fire trong mùa Tết này. Chi tiết xem tại tết.ff.gana.vn. Tết chơi Free Fire, hốt quà tím người. Sự kiện diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Tham gia ngay thôi. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.